Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh Tin tức mới 365. Ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tay quyết liệt, diệt sạch tham quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tay quyết liệt, diệt sạch tham quan. Kính thưa quý vị, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cung cấp thông tin quan trọng. Dù vụ án Thuận An đã kết thúc từ lâu, hậu quả nghiêm trọng của nó vẫn còn. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy an tâm khi Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ những kẻ chủ mưu. Ngày 4 tháng 5, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an, thông báo cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can. Trong đó có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái vì lợi dụng chức vụ quyền hạn. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An tham gia 58 gói thầu trị giá trên 23.000 tỷ đồng. Trong năm 2022 và 2023, tập đoàn này trúng thầu nhiều gói trị giá 188.000 tỷ đồng, gồm các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế sau COVID-19. Các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà và Dương Văn Thái đã khai báo thành khẩn, làm rõ vụ án và một số đã chủ động khắc phục hậu quả. Bộ Công an khuyến khích những ai có liên quan trung thực báo cáo hoặc đầu thú để hưởng khoan hồng. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, bao gồm 3 chủ tịch tập đoàn Thuận An. Nguyễn Duy Hưng, cùng Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, cùng 3 lãnh đạo quản lý dự án công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bị khởi tố. Ngày 21 tháng 4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị bắt và khám xét vì lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ngày 1 tháng 5, Quốc hội thông báo khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đình chỉ quyền hạn của ông này. Nghị quyết miễn nhiệm ông Huệ khỏi chức vụ Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được thông qua vào ngày 2 tháng 5 do trách nhiệm liên quan đến vụ án. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ quan trọng do vi phạm quy định. Đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vi phạm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm, ông Huệ đã xin từ chức và nghỉ công tác. Dù mất đi một nhà lãnh đạo tài năng, điều này chứng minh sự nghiêm minh trong công cuộc phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm cho những kẻ vi phạm. Trong gần 40 năm lãnh đạo đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì tự đổi mới, nâng cao trí tuệ và năng lực cầm quyền, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa 11 chỉ rõ một bộ phận cán bộ đảng viên, bao gồm một số cán bộ cao cấp đã suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống và có các biểu hiện như chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng lãng phí. Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 khóa 12 tiếp tục khẳng định tình trạng suy thoái, tham nhũng và tiêu cực vẫn nghiêm trọng, đặc biệt là ở những đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trước yêu cầu thực tiễn của nhiệm kỳ Đại hội thứ 12, Bộ Chính trị ban hành quy định số 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền. Đây là lần đầu tiên công tác cán bộ được coi là lĩnh vực quyền lực cần kiểm soát và các hành vi tham nhũng được xác định rõ ràng. Quy định này tập trung vào 3 nhóm hành vi chính. 1. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động hoặc thao túng công tác cán bộ. 2. Chạy chức, chạy quyền qua hối lộ hoặc quà cáp. 3. Các hành vi tiêu cực khác như nhũng nhiễu hoặc làm mất hồ sơ cán bộ. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành quy định số 114 mở rộng quy định này nhằm tăng cường kiểm soát và phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ.
Quy định số 114 đánh dấu một bước tiến mới, toàn diện hơn trong chỉ đạo của Đảng về phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong công tác cán bộ, trong khi quy định số 205 đã dần khắc phục tình trạng lạm quyền và thao túng. Quy định số 114 cụ thể hóa các hành vi vi phạm, giúp nhận diện và xử lý hiệu quả hơn. Điều này phản ánh quyết tâm cao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực. Đảng đã gắn kiểm soát quyền lực với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 và 13. Nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và kỷ luật trong hoạt động của nhà nước và cán bộ. Đảng nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế phòng ngừa và răn đe để ngăn chặn tham nhũng lãng phí và tiêu cực, đặc biệt trong công tác cán bộ. Các biện pháp bao gồm kiểm soát kê khai tài sản, bổ sung quy chế và quy định để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng và lãng phí. Về công tác cán bộ, các quy định của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội phải đồng bộ với quy định của Đảng và thực tế dựa trên nghị quyết Trung ương và các kết luận quan trọng. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản cụ thể như quy định số 55, 89, 90 và 214 cùng các kết luận về tiêu chuẩn chức danh, luân chuyển cán bộ và tinh giản biên chế. Các văn bản này đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp. Công tác cán bộ phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và minh bạch để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn và cơ chế quản lý cán bộ, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống chạy chức và xử lý nghiêm vi phạm, kể cả khi cán bộ đã nghỉ hưu. Đảng đã ban hành nhiều quy định quan trọng để kiểm soát quyền lực và nâng cao lòng tự trọng, như quy định số 22 về kiểm tra, quy định số 24 về điều lệ Đảng và các kết luận về xây dựng Đảng. Những quy định này nhằm đảm bảo công tác cán bộ dân chủ, công khai và minh bạch, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất và năng lực phù hợp. Đảng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, đặc biệt cần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng lãng phí, giữ ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 12, Đảng đã ban hành nghị quyết số 27, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất và năng lực, đồng thời ngăn chặn hiệu quả tiêu cực và tham nhũng trong công tác cán bộ. Cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng phải có bản lĩnh, liêm chính, trung thực và dũng khí để bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, đồng thời không chịu tác động không lành mạnh và phải giữ kỷ cương, kỷ luật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên quyết chống tham nhũng và tiêu cực, bảo vệ sự trong sáng và công tâm trong công tác cán bộ. Trong năm 2023, Đảng đã kỷ luật 2.740 tổ chức Đảng và hơn 167.000 đảng viên. Trong đó có 170 cán bộ trung ương, bao gồm 4 ủy viên Bộ Chính trị và 50 sĩ quan cấp tướng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã xử lý 606 tổ chức Đảng và 24.012 đảng viên. Với 459 người vì tham nhũng và 8.863 người vì suy thoái tư tưởng, hơn 360 cán bộ đã bị miễn nhiệm hoặc điều chuyển, trong đó có 92 cán bộ tỉnh ủy và thành ủy. Đến nay, đã có 105 cán bộ trung ương bị kỷ luật, bao gồm 22 ủy viên trung ương. Đảng tiếp tục siết chặt kỷ luật, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt, không có vùng cấm, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác cán bộ. Lãnh đạo và quản lý cần xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác đối với các cán bộ có phản ánh về việc lạm dụng chức vụ và tiêu cực. Đồng thời, cần ghi nhận và khen thưởng kịp thời những trường hợp phát hiện và ngăn chặn hành vi lạm quyền. Đảng tiếp tục quyết tâm cao trong việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là trong công tác cán bộ, với mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch và vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để đảm bảo sự vững chắc trong công tác cán bộ, cần sự quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị. Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cán bộ tỉnh An Giang vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.
các hình thức kỷ luật bao gồm cảnh cáo và khiển trách đối với nhiều cán bộ chủ chốt do buông lỏng lãnh đạo và vi phạm quy định trong quản lý tài nguyên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị xem xét kỷ luật đối với các tổ chức đảng có liên quan. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ can thiệp trái phép cấp phép khai thác cát cho công ty Trung Hậu tổng 68. Cùng ngày, Phùng Mỹ Luông bị khởi tố về khai thác trái phép và Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bị khởi tố về tội nhận hối lộ từ công ty này. Các vụ việc này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng với các hình thức xử lý nghiêm khắc. Các cán bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vụ án tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng và Vật nuôi đã bị khởi tố. Đặc biệt, một bí thư đảng ủy huyện cũng bị liên quan. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến 8 bị can, trong số các bị can có Giám đốc Trung tâm Phan Xuân Phượng, kế toán Lê Thị Hoa và nhiều cán bộ xã, cũng như các lãnh đạo xã và thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc. Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy đã kỷ luật và cách chức các cá nhân vi phạm để phục vụ điều tra. Vụ án nhấn mạnh sự cấp bách trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm bảo vệ sự phát triển của đất nước và uy tín của Đảng và Nhà nước. Hãy cho kênh một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đại tướng Phan Văn Giang tiết lộ thân thế cực khủng của người vợ giấu mặt. Kính thưa quý vị, tiết lộ về người vợ giấu mặt của Đại tướng Phan Văn Giang là một câu chuyện đầy nghị lực và hy sinh. Trên hành trình thành công của mỗi người đàn ông, luôn có sự hiện diện âm thầm của một người phụ nữ phi thường, như một bông hồng thép vun đắp hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Đại tướng Phan Văn Giang may mắn khi có bà Tào Khang, người vợ vẫn giữ kín danh tính, nhưng được biết đến như một người luôn sẵn sàng hy sinh và hỗ trợ ông trong mọi thử thách lớn. Điều này cho phép ông tập trung vào việc đưa quân đội Việt Nam phát triển và đã được minh chứng rõ ràng trong Hội nghị Quân chính Toàn quân vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, khi ông đánh giá cao những đóng góp sáng tạo và quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ. Dựa trên phân tích tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang đã yêu cầu toàn bộ, toàn quân nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng năm 2024. Các chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được triển khai hiệu quả nhằm đáp ứng chủ trương bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và chuẩn bị kỹ càng cho các tình huống bất ngờ. Việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và phát triển quân đội chính quy đã được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo an ninh và trật tự trên toàn lãnh thổ. Đảng đã tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng một cách đồng bộ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng trong quân đội tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đã có sự nâng cao rõ rệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thông tin, bảo vệ và đấu tranh vững chắc với các quan điểm sai lầm và thù địch, cũng như thực hiện nghiệp vụ thi đua và khen thưởng một cách hiệu quả. Các hoạt động quốc phòng và ngoại giao đã được triển khai mạnh mẽ, đảm bảo cung cấp hậu cần và kỹ thuật kịp thời cho các nhiệm vụ quan trọng. Chính trị gia và các chỉ huy cấp cao đã đảm bảo lãnh đạo và chỉ đạo hiệu quả cho các hoạt động của phụ nữ quân đội. Đẩy mạnh phong trào này đạt được những thành tựu đáng kể. Đại tướng Phan Văn Giang trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã hân hoan chứng kiến sự phát triển vững chắc và toàn diện của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội. Nhấn mạnh rằng các nữ quân nhân đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn đặc biệt như dịch COVID-19, phụ nữ quân đội đã dấn thân với tinh thần cao, động viên nhau bảo vệ và hỗ trợ nhân dân, góp phần đáng kể vào sự thành công của Đại hội Đảng.
nghị quyết Quốc hội và công tác quốc phòng trong tình hình mới, với mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp quân sự và phát triển trong 5 năm tới. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị và các cấp lãnh đạo chính trị tiếp tục quan tâm và chỉ đạo công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội. Theo đúng chủ trương của Đảng và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, việc này cần nhận thức sâu sắc và thực hiện hiệu quả, tập trung vào xây dựng và củng cố tổ chức phụ nữ các cấp mạnh mẽ, đồng thời đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện công tác phụ nữ phù hợp với từng địa phương và hoàn cảnh gia đình. Trong thời kỳ mới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ là trọng trách chính trị của các cấp lãnh đạo trong quân đội. Ông tin tưởng rằng với sự quan tâm sâu sắc và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong quân đội sẽ tiến bộ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tặng phụ nữ quân đội lời động viên và kêu gọi họ tiếp tục nỗ lực, trân trọng niềm tin của Quân ủy Trung ương. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng với các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí và các nhà báo nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Ông Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò dẫn đường của báo chí trong việc ghi lại những sự kiện lịch sử, biểu dương tinh thần nhiệt huyết của các phóng viên chuyên trách về quân sự và quốc phòng. Họ đã luôn cố gắng, gắn bó và chung tay với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan, ban bộ ngành trung ương và các cơ quan báo chí trong công tác báo chí quân đội, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2024 và 2025 trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và xây dựng 8.000 nhà tình nghĩa, cùng với triển khai các công trình toàn dân để chào mừng được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ từ các cấp, ngành và địa phương, đã có sự đồng hành phối hợp chặt chẽ. Đội ngũ làm báo quân đội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, lao động sản xuất trong bối cảnh thế giới và khu vực, và đề nghị các cơ quan báo chí phản ánh sâu sắc hơn để quân đội có thể chỉ đạo và xử lý kịp thời. Trong thời gian gần đây, đặc biệt từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, báo chí trung ương và địa phương cũng như báo chí quân đội đã chủ động tuyên truyền sâu rộng về các hội nghị của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh vào thành tựu xây dựng quân đội mạnh mẽ và hiệu quả. Công tác tuyên truyền về các hoạt động vui xuân đón Tết năm 2024 cũng được đẩy mạnh, đảm bảo các hoạt động quan trọng như tuyển quân, ra quân, huấn luyện và các diễn tập diễn ra suôn sẻ, kỷ luật. Các sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các hoạt động đối ngoại quốc phòng cũng được tập trung tuyên truyền mạnh mẽ, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên cùng với đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc. Tư lệnh Quân khu 3, Đại tướng và đoàn đã gặp gỡ và làm việc với các lãnh đạo tỉnh, bao gồm đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quà Tết cho tỉnh Hưng Yên, bao gồm Ủy ban tỉnh, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng với các gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, công nhân và người lao động khó khăn. Ông đánh giá cao sự phát triển toàn diện của tỉnh và mong tỉnh tiếp tục phát huy thành tựu để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Đại tướng cũng khen ngợi sự chủ động và tinh thần đoàn kết của quân và nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các tỉnh khác gặp khó khăn. Tại Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thăm và trao quà tặng cho tỉnh Hưng Yên kèm lời chúc mừng năm mới. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, đặc biệt là công tác phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh chính trị dịp Tết. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh vai trò của các đơn vị công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm và đội biên phòng trong bảo vệ an ninh trật tự xã hội của tỉnh. Tại buổi tiếp vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Lào như Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Lào và Trung tướng Nương Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào. Ông đánh giá cao vai trò lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của sự đoàn kết và chiến đấu vĩ đại của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và xây dựng nghị định thư giai đoạn 2025-2029. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.